Chào các bạn, rất vui mừng gặp lại các bạn trên kênh Hướng Nghiệp của mình. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn chủ đề mới tiếp theo, đó là tuyển sinh năm 2021, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng công bố 5 phương thức tuyển sinh. Tuyển sinh năm 2021, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng công bố 5 phương thức tuyển sinh. Năm 2021, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng dự kiến tuyển sinh 4.210 chỉ tiêu. Nhà trường áp dụng 5 phương thức tuyển sinh bao gồm cả xét tuyển và thi tuyển, cụ thể như sau. Phương thức xét tuyển thứ nhất, xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2021, lấy 50% tổng chỉ tiêu. Đại học Quốc tế Hồng Bàng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển, cách thức đăng ký. Xét kết quả thi trung học phổ thông năm 2021 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và có tổng điểm thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đạt ngưỡng điểm chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phương thức xét tuyển thứ hai, xét kết quả học bạ trung học phổ thông lấy 38% tổng chỉ tiêu. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng áp dụng 3 hình thức xét tuyển. Thí sinh cần đảm bảo điểm xét tuyển đạt ngưỡng điểm chất lượng đầu vào do Đại học Quốc tế Hồng Bàng quy định. Riêng với nhóm ngành khoa học sức khỏe và khoa học giáo dục, điều kiện xét tuyển áp dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ba hình thức xét tuyển học bạ như sau. Với phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn, thí sinh cần có tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. Với phương thức xét tuyển học bạ 5 học kỳ, không bao gồm học kỳ 2 lớp 12, thí sinh cần có tổng điểm trung bình 5 học kỳ xét tuyển đạt từ 30 điểm trở lên. Xét tuyển học bạ bằng tổng điểm 3 năm học lớp 10, lớp 11, lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Phương thức xét thứ 3, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc tế Hồng Bàng lấy 8% chỉ tiêu. Năm nay, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tiếp tục sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực theo dạng sắc 2 do nhà trường tổ chức để tuyển sinh tất cả các ngành nghề và chương trình đào tạo. Thí sinh chọn dự thi 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển trong ngành dự thi và đạt ngưỡng điểm chất lượng đầu vào theo quy định của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Các môn thi bao gồm toán, ngữ văn, vật lý, hóa sinh, tiếng Anh, năng khiếu giáo dục mầm non, năng khiếu giáo dục thể chất, năng khiếu mỹ thuật. Phương thức 4, xét kết quả kỳ thi sắc lấy 2% tổng chỉ tiêu. Thí sinh có điểm kỳ thi sắc từ 800 điểm trở lên có thể đăng ký xét tuyển theo phương thức xét kết quả kỳ thi sắc. Phương thức thứ 5, xét tuyển thẳng lấy 2% tổng chỉ tiêu. Năm nay, Đại học Quốc tế Hồng Bàng lần đầu tiên áp dụng phương thức xét tuyển thẳng đối với tất cả các ngành dựa trên hình thức phỏng vấn và các cái điều kiện theo yêu cầu của từng ngành. Đại học Quốc tế Hồng Bàng có thêm nhiều ngành học mới. Năm học 2021-2022, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có thêm nhiều ngành học mới như y học cổ truyền, kỹ thuật, hình ảnh y học, sức khỏe răng miệng, hộ sinh, dinh dưỡng, chăm sóc bệnh trẻ em, hoạt động điều trị liệu, quản lý bệnh viện, bất động sản, kỹ thuật y sinh, công nghệ sinh học, y dược, tâm lý học, quản trị sự kiện.
quan hệ công chúng, giáo dục tiểu học, quản lý giáo dục, nâng tổng số ngành học tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng đang đào tạo lên tới 68 ngành, trong đó đặc biệt chú trọng đến những ngành đang có nhu cầu cao. Ngoài ra, Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng mở 8 ngành đào tạo liên kết với hai trường đại học có uy tín của Anh Quốc và của Hoa Kỳ. Trên đây là mình đã trình bày 5 cái phương thức tuyển sinh năm 2021 của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và theo dõi kênh. Chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn các bạn và tạm biệt.